Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi ha. Thưa quý vị, hôm nay thì Nhật Tây xin được giới thiệu đến quý vị chúng ta một trong những cái mẫu sản phẩm loa karaoke di động công suất lớn quý vị nha. Và trước mắt quý vị đây là dòng sản phẩm NT105. Đây là sản phẩm được Nhật Tây Audio set up và lắp ráp nên thành thử ra là nó sẽ tốt nhất trong cái giá tiền cho quý vị chúng ta lựa chọn ha. Và sản phẩm này thì trước mắt quý vị đây là mẫu loa NT105 phiên bản Pro ha. Phiên bản này thì nó được cải tiến từ phiên bản trước, nó sẽ được thay đổi về cho mình cái thùng loa là loa 20 này quý vị nha. Tức là trước đây thì Nhật Tây có cái loa cũng 105 luôn, nhưng mà loa trên này thì nó có cái loa trung rất là nhỏ. Đây thì Nhật Tây chơi hẳn luôn cái loa bass full 25 luôn nha quý vị nha, và kết hợp với một loa chép. Sản phẩm này thì được trang bị với một cái bass 50 nằm ở bên dưới này ha. Đi kèm theo đó là một cặp micro tay nhôm UHF nha quý vị nha. Đó. Thì nó được tích hợp cho mình với một cái bo mạch nằm ở bên hông. Đây, bo mạch này nó rất là nhiều chức năng nha. Chi tiết cái chức năng thì Nhật Tây cũng đã review rất là nhiều rồi, nên chỉ nói sơ qua cho quý vị chúng ta cùng biết này. Nó có thể là kết nối được với Bluetooth này, nghe FM này, kết nối được với guitar, organ này, rồi có thể là kết nối loa không dây lại với nhau nữa. Và một cái chức năng là có nhiều chế độ equalizer, tức là có thể là chỉnh cho nhạc được nha. Đó, nên là nó rất là tiện lợi và sử dụng được cái bình rời ắc quy ở bên ngoài. Thì nhìn chung dòng sản phẩm này nó cho một cái chất lượng âm thanh cũng như là chất lượng karaoke rất là tuyệt vời. Và hơn nữa là cái tính tiện gọn của nó cũng rất là cao. Tức là khi quý vị chúng ta sử dụng bộ dàn âm thanh này, chúng ta có thể tháo lắp cái này ha, tháo lắp cái này rồi bỏ vào trong cái thùng này, rồi chúng ta sẽ di chuyển một cách rất là dễ dàng luôn nha. Rất là dễ dàng. Và ở đây thì chúng ta thêm một cái nữa nè quý vị. Khi quý vị chúng ta mua sản phẩm này thì chúng ta cũng có thể là mua một cặp luôn ha. Quý vị có thể mua một cặp luôn và kết nối nó lại với nhau qua hình thức không dây hoặc có dây. Thì ở đây với hai phân khúc cho chúng ta lựa chọn nè. Phân khúc thứ nhất là quý vị chúng ta mua hai dòng sản phẩm giống như nhau như vậy nè, rồi chúng ta sẽ tách rời ra để mà sử dụng, tức là hai nơi đó. Ví dụ như chúng ta muốn sử dụng hai nơi cũng được, và sử dụng tại một nơi thì chúng ta kết nối với lại cái loa không dây lại với nhau thôi, rất là tiện lợi, rất là đơn giản luôn. Và cái sự lựa chọn thứ hai là cái gì ạ? Là chúng ta mua một loa chính và kèm một loa phụ thì cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn nha quý vị nha. Mua một loa chính này cộng một loa phụ thì giá thành nó sẽ mềm hơn rất là nhiều so với lại chúng ta mua hai loa chính. Nếu như chúng ta có nhu cầu là có để cho hai cái loại hai bên cho nó hay hơn thôi, chứ không có nhu cầu là tách rời thành hai dàn riêng biệt, thì chúng ta mua một loa chính và một loa phụ nha. Và giá của sản phẩm này nè, thì Nhật Tây xin được nhấn mạnh luôn nè, dòng loa chính và loa phụ thì nó có cái mức giá là chỉ từ khoảng là 11 đến 12 triệu trở lên nha, dao động cho đến khoảng là 15 16 thôi quý vị nha. Còn cái dòng loa gọi là combo nguyên một dàn này á, thì tức là hai loa chính luôn, thì nó từ với cái mức giá trung bình cái rẻ nhất khoảng là 7 triệu rưỡi ha, 7 triệu rưỡi cho đến là cao cấp nhất là khoảng là 10 triệu một cái nha quý vị nha, 10 triệu một cái. Thì chúng ta có thể là kết hợp hai cái này lại thì chúng ta nhân hai cái số tiền đó lên thì sẽ ra được cái sản phẩm. Thì Nhật Tây muốn nhấn mạnh cho quý vị là có hai dòng sản phẩm cho chúng ta có thể lựa chọn. Một là quý vị chúng ta mua một cái thùng loa này thôi, chơi rất là khủng long luôn rồi ha, khủng rất là khủng rồi. Hai là chúng ta có thể là chơi kết hợp thùng loa này và một cái thùng loa con. Và ba là chúng ta có thể kết hợp thành hai dàn riêng biệt tổ chức ở hai nơi, và chúng ta
sử dụng chung một cái hệ thống điều khiển, nên thành thử ra là nó sẽ dễ dàng kết hợp với nhau qua hình thức không dây nha. Thì đó là về cái chi tiết cũng như là những cái ưu điểm của dòng sản phẩm này Nhật Tây muốn giới thiệu đến quý vị. Và bây giờ thì Nhật Tây sẽ dành nhiều thời gian hơn để mà test nhạc như là test chất lượng âm thanh karaoke. Mời quý vị chúng ta cùng nghe nha.
người đi mà chẳng nói một lời, để anh chơi vơi giữa dòng đời. Lời thương sau này quá xa rồi, lời yêu giờ này cũng lặng trôi. Nhận định em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời, lòng anh như đau thắt em ơi, làm sao để đi thôi đừng rời. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã lên người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em. Em mới chưa tình lắm thôi, mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có rồi, còn anh thì phải lẽ nói thật rồi. Hôm nay áo mộng gặp hoa, tình chưa người chào hết anh thật là. Kết nối không dây nha quý vị nha, tắt thử một loa nè. Đi đó, nó chỉ còn loa bên đây nè, tắt luôn loa bên đây nè. Giờ tắt nhạc luôn. Đi, hai. Đó, kết nối không dây nha quý vị nha, rất là tiện lợi. Người đi mà chẳng nói một lời, đi anh chơi vơi giữa dòng đời. Lời yêu sau này quá xa rồi, lời thương giờ này cũng lặng trôi. Sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời. Em ơi, làm sao để lệ vui ngừng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã biết người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em. Em ơi, chương tình ngắn thôi, mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đôi, còn anh thì phải lẻ loi thật rồi. Gặp hoa tình xưa người trả hết anh thật là. Em ơi, chữ tình ngắn thôi, mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đôi, còn anh thì phải lẽ nói thật rồi. Tình xưa chẳng cách xa, hôm nay áo hồng gặp hoa, tình xưa người trả hết anh thật là. Hết anh thật là. Vừa rồi nhiều tay cũng đã tiến hành test âm thanh karaoke cho quý vị nghe rồi ha. Đây là một trong những cái mẫu sản phẩm phải nói là nó đem lại cho mình một cái tính di động rất là cao quý vị nha. Khi quý vị chúng ta sử dụng nó thì chúng ta chỉ có việc là nhấc lên và bỏ vào trong cái thùng này và di chuyển đi đây đi đó rất là tiện lợi. Còn khi mà chúng ta hát á, thì chúng ta cũng có thể là tách riêng hai dàn thành hai nơi ha, hai dàn thành hai nơi. Ví dụ như chúng ta trong một hội nhóm đó, hôm đó chúng ta có ra ngoài công viên ha, để mà chúng ta hát ở ngoài công viên đó quý vị,
thì chúng ta đem theo một cái, còn người kia sẽ đem cái này. Thì hai người chúng ta kết hợp lại đó thì chúng ta sẽ tạo nên một dàn âm thanh rất là sống động. Và một cái thùng loa như thế này quý vị, một bộ loa như thế này thì nó có rất là nhiều phân khúc giá. Nhật Tây đã có để sẵn những cái phân khúc đó ở bên dưới phần mô tả. Quý vị chúng ta đọc kỹ để mà hiểu rõ hơn. Thì nói nôm na cho quý vị chúng ta dễ hiểu nè. Với mẫu sản phẩm này ha, với mẫu sản phẩm này rẻ nhất thì giá của nó là khoảng 7 triệu 500 ngàn quý vị nha, 7,5 triệu, và cao cấp nhất thì nó khoảng tầm 10 triệu ha. Thì khi mà quý vị chúng ta mua kết hợp combo như thế này thì chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là mua một cái bộ dàn có tất cả cho mình là loa này ha, nguyên một bộ như thế này, tức là một bộ hoàn thiện là nó sẽ có bo, có loa, có mix đầy đủ hết. Và một bộ như vậy thì chúng ta có thể là kết hợp thành hai loa để tách ra thành hai nơi riêng biệt. Nhưng khi mà quý vị chúng ta chỉ muốn tận dụng cái loa này ha, cái ví dụ như cái loa này làm cái loa vệ tinh ha, để mà nhận âm thanh của loa này, thì chúng ta sẽ được sẽ không cần lấy micro này, sẽ không cần lấy bo mạch và sẽ không cần lấy bình đắc quy, và chúng ta sẽ tiết kiệm được một cái chi phí rất là khá khá luôn. Tức là thằng này đóng vai trò như một loa mẹ ha, thằng này đóng vai trò là một loa con, tức là thằng này nó sẽ truyền âm thanh qua cho thằng này ha. Chúng ta không cần phải combo như thế này nữa. Thì cái giá mà quý vị chúng ta có thể mua với một dòng rẻ nhất như vậy thì khoảng là 11 đến 12 triệu ha. Đó, khoảng 11 đến 12 triệu thì chúng ta đã sở hữu được rồi. Còn cao cấp hơn thì khoảng là 15 hoặc là 16. Còn combo luôn hai dàn thì khoảng 19 ha, 18, 19 trở lên thì chúng ta đã xài ngon lành rồi. Như combo cái dàn này quý vị đang nghe combo dàn này, hai dàn này có mức giá là 16 triệu 500 ngàn ha. Đó, thì Nhật Tây đã tiến hành tư vấn cho khách và khách đã chọn lựa sản phẩm này. Còn bây giờ thì Nhật Tây sẽ tạm ngừng video của mình tại đây. Nếu như quý vị nào có cái nhu cầu mà sử dụng như thế này, hoặc là chúng ta muốn mua loa karaoke một thùng thôi ha, một thùng thôi, thì bây giờ Nhật Tây chỉ nói một cái loa này thôi nè. Đó, thì âm thanh của nó phải nói là trang bị với một bass 50, một loa trung bass 25 quý vị nha, và một loa chép thì âm thanh rất là khủng luôn ha. Thông thường cái loa mà chúng ta hát á, thì nó bass 30 là nó lớn lắm rồi ha. Còn này tới bass 50 và có một loa bass 25 ở trên đây nữa. Nên thành thử ra là khi quý vị chúng ta sở hữu bộ dàn âm thanh này thì chúng ta sẽ có quyền được kết hợp với nhau, hoặc là chúng ta muốn sở hữu riêng một bộ lẻ như thế này thì tầm giá của nó khoảng là 7,5 triệu cho đến khoảng dưới 10 triệu quý vị nha. Thì chúng ta đã sở hữu được một dàn rất là cao cấp và chuyên nghiệp rồi. Và video của Nhật Tây cũng xin được tạm ngừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị trong video tiếp theo. Bye bye.